Có thờ đúng mới có thiêng, có kiêng đúng mới có lành. Có thờ ở đây không phải là lập bàn thờ hay đắp mộ đúng hướng, to đẹp mà lễ lạy, thắp hương, đốt vàng mã, van xin, vân vân. Việc lập bàn thờ mang ý nghĩa tưởng nhớ tri ân. Thờ Phật, noi gương tri ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật có thật, cả đời nêu gương sống thiện lành, trí tuệ và chỉ dẫn cho mọi người, thì chúng ta nên lập bàn thờ để nhớ nghĩ đến ân đức Ngài, để noi gương tri ân Ngài, và phải sống theo những lời dạy, gương lành từ bi, trí tuệ của Ngài mới thực là thờ Phật. Có thiêng, khi quý vị thực hành theo những gì Đức Phật chỉ dạy, nghĩa là thờ Ngài đúng cách, chúng ta sẽ có cuộc sống an lạc, bình tĩnh, hòa thuận, sức khỏe, vân vân. Vậy không phải thiêng là gì? Chúng ta hay nghĩ cái thiêng ở đây là Đức Phật cho ta tiền bạc, chức tước, bình an, may mắn, vân vân. Nhưng người nghèo hay giàu vẫn khổ, người chức tước quyền quý hay bần hàn cũng vẫn bất an, hạnh phúc không tỷ lệ với tiền bạc chức tước. Tu tập theo đạo Phật đạt những sự thiêng cao hơn thế nhiều. Hãy cố gắng hướng đến thứ hạnh phúc cao thượng hơn từ việc cúng dường, giữ đạo đức và trau dồi hiểu biết đúng theo chân lý của cuộc sống. Nếu chỉ lập bàn thờ rồi van phái cầu xin, thuê người cúng tế thì chỉ thêm tốn kém, mất thời gian và thêm sợ hãi. Có kiêng, kiêng ở đây không phải là kiêng quét nhà vào ngày lễ Tết, kiêng không xuất hành vào mùng 5, mùng 7, mùng 9 gì gì đó, hay kiêng tuổi xông đất đầu năm, vân vân. Phải kiêng, rất nên kiêng, nhưng là kiêng sát sinh, kiêng trộm cắp, kiêng tà dâm, kiêng nói dối và kiêng sử dụng rượu, các chất kích thích là nhân sanh dễ vui. Vậy kiêng vậy có lành không? Chắc chắn có lành. Kiêng sát sinh thì có sự từ bi, ít sân hận, ít sợ hãi, bệnh tật. Kiêng trộm cắp thì bớt tham lam, sự nghiệp ổn định, không bị đổ bể. Kiêng tà dâm thì gia đình hòa thuận, không có kẻ thù, không bị ghét bỏ. Kiêng nói dối thì được tin tưởng, tâm không bất an sợ hãi. Kiêng dùng rượu và các chất kích thích thì tâm lý ổn định sáng suốt, dễ bình tĩnh, chăm chỉ cố gắng, vân vân. Có kiêng là vậy và sẽ được rất nhiều điều lành cho mình, cho gia đình và xã hội. Có kiêng là vậy và sẽ được rất nhiều điều lành cho mình, cho gia đình và xã hội. Có những tính cách thiện lành như vậy thì danh vọng, tài lộc, bình an cũng sẽ tới, và tới một cách bền vững. Vậy quý vị có thấy không? Rõ ràng là có thờ đúng mới có thiêng, mà có kiêng đúng thì mới có lành.